Xin kính chào quý vị. Hôm nay lại tiếp tục nhà của em Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi ha. Chào Tuấn. Chào anh Tuấn, chào quý chú anh chị. Hôm nay em về một số tứ quý hoa mai vàng cùng giao lưu quý anh chị. Địa chỉ quen thuộc của em là ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em để trên tiêu đề. Hình thức ship của em đây là bao ship toàn quốc anh ơi. Con lô mai vàng thì em bao ship 200 à. Rồi. Mình có phút sau có cái lô ha. Dạ rồi, lúc cây số 1 là tứ quý nha anh. Rồi. Cao 30. Rồi. Tứ quý. Dạ. Mã số 1 cao 30. Rồi, của anh. Rồi, vị trí tính 20 nơi. Rồi. Đường kính bầu. Lộn 29. Rồi, quý vị nghe đế này ha. Đế này đế nôm quý vị. Chưa kịp tắm rửa gì. Dạ, chưa tính. Rồi, vô luôn như đây em. Rồi, vô luôn giá 750 nơi. Rồi, xuống cây. Tiếp tục lên luôn. Mã số 2. Rồi, cao luôn, tứ quý luôn nha quý vị. Cao 32. Rồi, quanh luôn. Vị trí này 23 nơi. Rồi. Sổ đứng trên nó là 16. Rồi, xé luôn. Nguyên cái nồi đế quá rồi nha quý vị. Vì nghĩa nồi đế ha. Dạ. Rồi, vô luôn như đen. Rồi, vô luôn giá 900 anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Số 3. Số 3. Đúng rồi, đó. Quý vàng. Em vàng nằm kế bên này. Dạ. Cao 34. Rồi. Em vàng cũng chân dài luôn nha quý vị. Hoành này em chắc em đo túi bên đây của em đo dưới cũng được anh. Em là tứ quý đi. Đo trên đây nha quý vị chứ đo dưới nó kẹt rồi. Rồi vị trí này tính 21 anh ơi. Rồi 21. Sổ em nữa. Sổ nhiều. Rồi sổ 21 luôn anh ơi. Rồi xây luôn. Dạ. Vì nghĩa em nhỏ này là em mai vàng. Dạ. Rồi giao luôn nhiêu đây em. Giao luôn giá 1.100.000 anh ơi. Rồi 1.100.000. Rồi. Này là nằm mô không à. Dạ. Số 4 luôn. Số 4. Tử quý luôn. Tử quý. Xỉnh. Rồi chiều cao. Cao em nói là 30. Rồi. Vậy chọt nè, đây là chọt mai vàng anh. Ta ghép tôi đang chơi nè. Rồi. Đây là chọt mai vàng thẳng anh. Vô hoành luôn đi em. Hoành yêu thương 16. Cũ 38. Rồi. Sổ em nói. Sổ đứng em nói là 27. Rồi. Này để sổ dưới ha. Dạ. Cây này kỹ cám dữ lắm anh, nằm mô thôi. Rồi, vô luôn như em. Dạ vô luôn giá 1.100.000 anh ơi. Rồi, xuống cây. Quái cây ha. Dạ. Rồi, mã số 5 luôn. Số 5. Tử quý luôn. Quý. Rồi, chiều cao. Cao 39. Này hai cây nó dính vào nhau luôn nha. Ôm đâu từ nhỏ. Dạ. Rồi, vô hoành luôn. Rồi, vị trí này 27. Rồi. Nghe đế ha. Có cục đế quý vị. Rồi, vô luôn như đen. Rồi, vô luôn giá 1.000.000 anh ơi. Rồi, xuống cây. Số 5. Rồi tiếp tục mã số 6 luôn. 6. Rồi mã số 6 tứ quý luôn. Cao 85. Rồi. Mấy tay cành về quý vị. Hai cây ôm nhau ha. Hai cây ôm nhau. Ông chủ vườn này ông chơi hai cây ôm nhau không anh? Rồi, quanh luôn. Bên đồ vị trí này đi anh ơi, nó cắn đâu không? Đây hả? Chỉnh này xíu đi. Rồi, vị trí tính 24 anh ơi. Rồi. Đó. Đây toàn nôm xuống nha quý vị. Dạ. Rồi, vô luôn như đây em. Dạ, vô luôn giá 800 anh ơi. Rồi, xuống cây. Xuống 7. Rồi. Chú quý tiếp tục. Cao em nói là 1 mét. Rồi, cô rể nha. Này, hai cây ôm vào nhau nhỏ luôn nha quý vị. Hai cây ôm luôn ha. Dạ. Rồi. Này đâu quanh em lớn ha. Quanh lớn ở dưới nè. Đâu quanh chỗ nào? Chỗ này hả? Đây nè em. Đây ha. Thôi thuốc cái đây đi quý vị. Rồi vị trí này 19 anh ơi. Chân về sọc nha quý vị. Rồi vô luôn như đây. Dạ vô luôn giá 800 luôn anh ơi. Rồi xuống cây. Số 8. Em thú. Tứ quý luôn ha. Dạ tứ quý anh. Chiều ba em nói là ngược thước rồi. ngược thước. Rồi chiều ba em nói là 1 mét anh ơi. Rồi. Cái đây là những chọt mai vàng anh, ta chơi đóng bo chúng ta bự rồi đó. Dạ, ghép rồi. Rồi vô hoành luôn đi em. Rồi, vị trí tính 22 anh ơi. Rồi, 22 qua. Dạ. Rồi vô đế ha. Dạ. Đế quý vị. Rồi, sẽ tiếp luôn. Rồi vô luôn như đem. Rồi giá 1.100.000 anh ơi. Rồi xuống cây. Số 8. Rồi tiếp tục số 9 luôn. 9. Em cà khiu. Tứ quý luôn ha. Dạ tứ quý anh. Cao 78. Này hai cây dính vào nhau luôn nha quý vị. Hai cây ôm không ha. Dạ toàn chơi ôm không anh ơi. Rồi chú hoành luôn. Rồi vị trí này 26 anh ơi. Rồi để luôn ha. Chân dài nó có nhiêu anh? Sổ. Sổ là 30. Dạ. Rồi vô luôn như đây em. Rồi vô luôn giá 1.000.000 anh ơi. Rồi xuống cây. Rồi anh mã xuống 10 luôn. Xuống 10. Tiếp tục là tứ quý. Quý. Này bẻ cổ có cái củ tròn tròn với ha. Dạ. Cao 27. Rồi hoành luôn anh. Chí này 24. Rồi có cái củ tròn tròn giống đầu bịch tuột á. Củ 42. Rồi sổ nó. Sổ 30. Rồi. Có cái củ tứ quý có củ cũng lạ lạ ha. Dạ, sổ 30 như vậy. Rồi, giá luôn như đen. Dạ, giá luôn giá 2.200.000 anh ơi. Rồi 2.200.000. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Rồi lên 11 luôn. 11. Tứ quý tiếp tục. Tứ quý. Đầu clip bây giờ là tứ quý hết nha quý vị. Rồi cao. Cao là 117. Rồi, đây những cọc mai vàng không nghe quý vị. Đây ghép sẵn nè. Chắc ghép dạo quá. Dạ em không hỏi chủ vườn này, ông nói ghép dạo Bến Tre mình anh ơi. Dạ. Rồi xuống hoành luôn ha. Dạ. Rồi vị trí tính 27 anh ơi. Rồi 27. Cục đặt nó là 46. Sổ 30. 30. Rồi, xe xây luôn. Rồi, vô luôn như đem. Rồi, vô luôn giá là 2.400.000 anh ơi. Rồi, 2.400.000. Rồi, xuống cây. Rồi, lên giờ còn quay tiếp 2 luôn ha. 12. Tứ quý luôn. Tứ quý. Để em kiếm cây em chìm cái anh. Rồi cho chiều cao luôn. Cao là 125. Này dán chật nha quý vị. Tại cái bầu nó bị ấy. Nó dán cái gì đâu vậy? Dạ. Này hai chọt mai vàng nha quý vị. Chọt bự lắm. Rồi vô hoành luôn ha. Dạ. Mình đo vị trí này lên. Rồi vị trí thì tính 30 nơi. 30. Sổ nó là 26. Rồi để luôn. Rồi vô luôn như đem. Rồi, vô luôn giá 2.100.000 anh ơi. 2.100.000. Rồi, xuống cây. Cây. Rồi, mã số 13 luôn. 13. Tứ quý luôn. Tục lịch. Tứ quý. Rồi, chiều cao. Cao nó là 92. 92. Hai cây ôm vào nhau luôn đó vậy. Ha. Dạ. Hai cây tận hai cây ôm nhiều ha. Bạn có dài tới cành đóng bo được nè. Rồi, tổng Quanh. Bình tổng 28 anh ơi. Rồi, để luôn. Đó, để em nói gì không vậy? Rồi, giá luôn như đem. Giá luôn giá 1.500.000 anh ơi. 1.500.000, mã số 13. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, lên em 14 luôn. 14. Tục là tứ quý. Quý luôn. Rồi, cao. Cao 45. Rồi, 45 cao. Rồi, vô hoành luôn ha. Có cắn không? Rồi, hoành đâu ngay đó. Vị trí này 29 anh ơi. 29. Rồi. Dạ. Sổ em đó. Rồi, sổ 29 luôn anh ơi. Rồi, xây đế luôn. Đó, nghĩ kỹ đế ha. Rồi, giao luôn như đem. Dạ, giao luôn giá 1.800.000 anh ơi. Rồi, 1.800.000. Rồi, xuống cây. Rồi. 15. Lên luôn. Ây. Nặng quá. Khá cao. Gửi là rồi 1m8 anh ơi, tới đỉnh đọt. Rồi. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Này quanh mình đo một cây thôi anh luôn. Này cũng hai cây ôm nhau mà không có ôm dính như dạ. Thân. Rồi vị trí này 25 anh ơi. Đậu cũ nữa kìa. Đậu cũ nha quý vị. 47. Có tay ôm tròn là dính luôn. Sổ em nói là 38. Rồi, xịn luôn. Chơi nghệ thuật không ha, ôm không ha. Ôm không anh. Rồi, giao luôn như em. Rồi luôn giá 3,2 triệu anh ơi. 3,2 triệu. Yeah. Rồi, xuống cây. Nặng quá. Sáng lên em ơi. Làm con mình. À, mã số 16 lên luôn ha. 16. Tứ quý luôn, cái chừng dướng ở trên. Này gì đem chim cho đứng lại. Rồi, chim gì đó chim. Chim sao cho đúng dáng cây đi. Thôi, đứng rồi đó quý vị. Rồi, cây này cao 1,7 m anh ơi. 1,7 m. Tay cạnh cũng khá quá nè ha. Dạ. À, quý vị nghe đoạn tay cành ha. Dạ. Đây, cái thót thân lên nè. Thót thân lên nó tay cành đặt ở trên này ha. Dạ. Rồi mình xuống dưới ha. Này hai cây này cũng hai cây ôm. Giúp ôm nhau nhỏ luôn anh. Còn nhỏ luôn. Đo chẵn chỗ này anh đi. Rồi đo tổng ngay đây đi. Đây. Ở vị trí này 24 anh ơi. Rồi. Số nhẹ em nói cái là 32. Này tính sổ rồi tính cho vị trí khép hai thân. Dạ đúng rồi. À, để quý vị. Thì khép có hai cây đó ha. Hai cây ôm. Rồi giá luôn nhiêu đây em? Dạ giá luôn giá 2,8 triệu anh ơi. Rồi 2,8 triệu. Rồi xuống cây. Ok. Rồi mã số 17 ha. 17. Tứ quý luôn ha. Tứ quý luôn anh. Này đa số là tứ quý ha. Này dán trực hay dán siêu cũng được nha quý vị. Vậy quý vị trồng chính lại quý vị. Rồi cao luôn. Rồi cao nó 139 anh ơi. Xây xây quý vị nghe cái dáng đó luôn ha. Dạ. Đó, dáng nó vậy á. Này cắt bonsai cũng được nha quý vị. Tùy quý vị đi. Ừ. Giờ cắt tạm vậy đó ha. Dạ, cắt về dư vô quý vị cắt lại. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Xuống cái cụm dưới đi ha. Cụm dưới nè. Rồi, vị trí này 29 anh ơi. Rồi, 29. Này nôm nhẹ em nó là 21. Rồi, xây xây cái cụm dưới quý vị nghe kỹ nha. Ừ. Đới lực lực không nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Luôn giá 2 triệu anh ơi. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, giờ bằng quay theo luôn. Giờ quay anh ơi. Rồi, mã số 18. 8 là tứ quý luôn ha. Tứ quý. Nặng. Rồi, chiều cao. Cao tới cổ rễ là 48. Rồi. Rồi, vô quanh luôn nha quý vị. Xích đề này xíu này. Rồi vị trí là 31 anh ơi. 31. Đầu sổ luôn. Sổ em nói là 32. 32. Để luôn. Còn cũng to ha. Dạ. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Dạ, vô luôn giá là 2,3 triệu anh ơi. 2,3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 19 ha. 9. Tứ quý luôn. Tứ quý. Ây da. Cao em nói là tối thui. 35. Chính trình tối thui luôn. Độ sổ dữ à. Dạ. Này đo quanh một cây lên đó chứ. Rồi, đo né cái cây tử này ra đi. Né cây tử này ra đi. Rồi, vị trí này 27 anh ơi. Rồi, 27. Dạ. Sổ nhiêu đây em? Sổ 40. Rồi, sổ 40 ha. Dạ. Dữ ha. Chính dài miên man luôn. Sổ 40 luôn. Rồi, giá luôn như đây em. Dạ luôn giá 2,5 triệu anh ơi. 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. Cần nhớt rồi. Chân thiệt. Rồi, cần nhớt rồi. Chân quay tiếp tục. Rồi, giờ mình quay ra luôn. Số 20. 20. Đi, 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 rồi, dựng bằng quay lên. Cực khổ ghê không? Cần nhớt. Rồi, mã số 20, chiều cao. Cao em nói là 65. Rồi cao 65. Này chắc cũng hai cây ôm này ha. À, hai cây ôm nhỏ luôn anh. Ôm từ nhỏ nè. Rồi đo tổng đi ha. Đo chỗ nào? Tổng ở dưới đi. Đây ha. Rồi. 33 anh ơi. Rồi. Sổ đứng là 27. Rồi xây luôn. Cái gì? Rồi giá luôn nhiêu đây em? Dạ giao luôn giá là 2,2 triệu anh ơi. Rồi xuống cây. 21 ha. 21. Tứ quý luôn. Quý cái gì? Ây. Ây da. 2 cây luôn. 2 cây. Rồi cao luôn nha. Rồi cao 110 anh ơi. Rồi xe luôn. Đây vẫn trọt mai vàng nha anh. Rồi cái này ghép sẵn mai vàng. Dạ. Này ghép sẵn rồi dịu quý vị chăm thôi khỏi cần ghép nữa ha. Dạ. Xuống dưới mình đo tổng luôn đi ha. Dạ. Tổng này là 35. 35. Cụ đế quá trời cụ đế quý vị. Nội đế này cũng dữ à. Dạ. Em á. Hợp sức. Hợp sức á. Rồi, vô luôn như đen. Dạ vô luôn giá 2,8 triệu anh ơi. 2,8 triệu ha. Dạ. Rồi, xuống cây mã số 21. Rồi, 22 là em nào đây? 22 là mai vàng. Một lô ha, sao em ha là một cây anh. Cây hả? Dạ. Đây mai em này. Tầm tại. Rồi. Rồi tới mai vàng. Mã số 22 ha. Dạ. Cao 37. Rồi 37 cao. Các chi dư vậy quý vị, các loại nha quý vị. Rồi, vô hoành luôn. Rồi, vị trí tính 49 anh ơi. Rồi, 49 đi ha. Dạ, cục quá tợ cục. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Vô luôn giá 3,5 triệu anh ơi. 3,5 triệu ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, số tiếp theo luôn. 23. Rồi, 23. Rồi, chiều cao. Cao 25. 25. Ừ. Cái này nhiều chọt quá vậy quý vị, cắt lại quý vị. Rồi. Hoành luôn ha. Dạ. Rồi, vị trí này 33. 33 anh ơi. Rồi để luôn. Để đều cộng to nè. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Giao luôn giá 1,4 triệu anh ơi. 1,4 triệu rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 24. 24. Một cây bay. Rồi. Rồi bay nó là 1m 144 anh ơi. Rồi. Đây, yeah, dưới rồi. Rồi. Quay lại. Cái gì luôn vậy? Vô hoành luôn ha. Dạ. Rồi, vị trí này là 35 anh ơi. 35. Rồi, dạ. Xây để luôn. Đó, quay tí đó. Đây. Rồi, yeah lại nghe quý vị. Rồi quay ngược lại. Mập xuống luôn. Mập xuống rồi. Rồi, giao luôn như đây. Dạ, giao lưu giá 1,7 triệu anh ơi. 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, 25 là một lô mai vàng, em có 14 cây. Lô này ha. Dạ, lô này nè. 14 cây. Có 2 cây cao khoảng chừng 3 m, còn nhiêu là làm giá 1,5 m anh ơi. Cái này 1,2 m ạ. Rồi, đúng rồi, cái này 1,2 m. Thấp nhất 1,2 m. Dạ, thấp nhất 1,2 m. Cỡ tầm 3 m. Dạ. Đa số là khoảng tầm 1,5 m. 1,5 m là nhiều. Rồi. Vì nghĩa sơ qua cái đường thân rồi tay cành em nó ha. 2 4 6 8 10 14 cây anh. Rồi mình đo hoành dài cây đi ha. Ừ. À, nhỏ này đi. Nhỏ này là như này, nhỏ nhất là như đây. 23. Thằng này. Nhiêu anh? 33 ha. 33. Đo hết luôn không? Rồi dao động từ để đo hàng lớn này cái nữa anh. Này là 38. Thằng lớn này kia là bự nhất trong đó là nhiêu này? Nhiêu này? 40 nơi 40. Dạ 40 từ 25 đến 40 đi thì 40 chỉ có được 2 cây còn như hàng 3 nhiều. Dạ đa số là hàng 3 nhiều anh, hàng 2 chỉ được 1 2 3 4 cây thôi còn như hàng 3 nhiều. Rồi giao luôn như đây em cái lô này em. Dạ 14 cây này em giao lưu giá là 15 triệu bao ship 200 anh ơi. 14 cây 15 triệu bao ship 200 km. Dạ. Rồi quý vị mình ghé đế quan lần nữa ha. Rồi sơ quan cá nhân quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào hoặc thích cái lô này thì cứ mình dặn alo anh Tuấn ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.